Thưa quý vị, năm 2018, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã đưa đặc sản cam cao phong của Hòa Bình trở thành món tráng miệng phục vụ hành khách hạng thương gia trên gần 70 đường bay. Có thể nói đó là một trong những tín hiệu tốt đối với thương hiệu cam Cao Phong cũng như những người làm vườn trên địa bàn huyện Cao Phong nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung. Với sản lượng và chất lượng ổn định, cam Cao Phong năm nay cũng đang hứa hẹn sẽ được tiêu thụ tốt ngay từ đầu vụ. Đây là một trong những chuyến hàng đầu tiên của hợp tác xã cam Hà Phong tại Hòa Bình trong vụ cam năm nay. Mỗi ngày đều đặn 2 tấn cam Việt Gáp sẽ được lựa chọn và vận chuyển xuất bán cho chuỗi siêu thị Big C. Số lượng này sẽ tăng lên khi vào chính vụ. Để vào được những cơ sở sạch, những chuỗi cửa hàng, thứ nhất là về cái chất lượng quả cam thì đều phải đi test về chất lượng, độ đường, rồi là hàm lượng chất dinh dưỡng trong quả cam. Và thứ hai nữa là cái mẫu mã, màu sáng, và thứ ba nữa là trọng lượng của quả cam. Bình quân của hợp tác xã năm nay nó rơi vào tầm khoảng trên dưới 1.000 tấn. So với năm ngoái thì sản lượng năm nay thì là đạt gấp đôi so với năm ngoái. Đến thời điểm hiện tại, những đơn hàng của các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại Hà Nội và các địa phương khác đang gấp rút gửi về vùng trồng cam Cao Phong. 20.000 tới 30.000 đồng 1 kg tùy loại là giá bình quân tại thủ phủ cam của Hòa Bình. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp địa phương, chất lượng cam năm nay ổn định hơn năm ngoái, dự kiến sản lượng cả tỉnh đạt 10.000 tấn. Trên địa bàn huyện Cao Phong thì có tất cả trên 8 các loại chủng loại, nhưng chủ yếu vẫn là thứ nhất là cam CS1, nhân dân thường gọi là cam lòng vàng, hai là cam xã đoài, ba là cam V2, thế và một phần diện tích là cam canh, là 4 cái loại cam chủ lực, thế và được giải vụ là khoảng 9 tháng trong năm. Cam là cây trồng chủ lực của tỉnh Hòa Bình, hiện chiếm trên 72% cơ cấu cây có múi của địa phương này. Trong đó, huyện Cao Phong và Lạc Thủy là hai huyện có điều kiện khí hậu và đất đai phù hợp nhất đối với sự phát triển và sinh trưởng của cây cam. Sản xuất cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên giá trị trái cam cũng được đánh giá cao. Với gần 2.000 hecta cam đạt chứng nhận Việt Gáp luôn trong tình trạng cháy hàng, mỗi hecta cam có thể thu lợi nhuận xấp xỉ 1 tỷ đồng. Phải nâng cao cái chất lượng giống, sử dụng các cái giống ít hạt và không hạt, cải tạo các cái vườn cũ, vườn giống đã thay hóa để đưa các cái giống mới vào. Cùng với đó là phải sản xuất theo cái chương trình Việt Gáp và đảm bảo các cái thương hiệu, các cái nhãn hiệu sản phẩm mà đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ. Không chỉ được phân phối tại khắp các vùng miền trên cả nước, cùng với các chuyến bay của Vietnam Airlines đến với 70 thị trường trên thế giới. Năm nay, để xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cam nói riêng và cây có múi nói chung, Hòa Bình sẽ tổ chức lễ hội cây có múi diễn ra từ ngày 3 tháng 11 đến hết ngày 5 tháng 11 năm 2019. Đây là cơ hội để các nhà vườn, các đơn vị chế biến sản phẩm cây có múi và đơn vị phân phối, giao lưu, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm mạnh mẽ hơn. Đến thời điểm này đã có 9 loại quả của nước ta được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, bao gồm thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm và măng cụt. Theo số liệu 8 tháng đầu năm thì xuất khẩu các loại quả này lại có tốc độ tăng trưởng rất trái chiều. Trong khi chuối, dưa hấu và vải xuất khẩu sang Trung Quốc tăng trưởng mạnh thì măng cụt, thanh long và nhãn của Việt Nam sang Trung Quốc qua đường chính ngạch lại giảm. Theo Bộ Công Thương, số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong 8 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu chuối tươi và các loại chuối khác của Trung Quốc đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 767 triệu đô la Mỹ, tăng 38% về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Giá bình quân đạt gần 580 USD trên một tấn, chủ yếu từ Philippines và Ecuador. Việt Nam chỉ chiếm 15% tổng nhập khẩu chuối với gần 200.000 tấn, trị giá hơn 86 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 100% về lượng và 77% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Hai loại trái cây khác mà Trung Quốc cũng tăng mạnh nhập khẩu chính ngạch từ Việt Nam là dưa hấu và vải. 8 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 208.000 tấn dưa hấu từ Việt Nam, trị giá 37 triệu đô la Mỹ, tăng 33% về lượng và 16% về giá trị. Cũng trong 8 tháng, Trung Quốc nhập hơn 65.500 tấn trái vải tươi từ Việt Nam, trị giá 29 triệu đô la Mỹ, tăng 108% về lượng và 78% về giá trị. Dưa hấu và vải Việt Nam đang chiếm thị phần áp đảo ở Trung Quốc với gần 84% thị phần dưa hấu và gần 99% thị phần vải quả tại nước này. Ngược lại, xuất khẩu măng cụt, thanh long và nhãn của Việt Nam sang Trung Quốc qua đường chính ngạch lại giảm.
8 tháng đầu năm, nhập khẩu măng cụt Việt Nam và Trung Quốc giảm chỉ còn xấp xỉ 300.000 tấn, trị giá gần 248 triệu đô la Mỹ, giảm 16% về lượng và 7,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.